Bài Kinh số 82 Kinh Rathapala Ratha pala Sutta 293 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kuru cùng với đại chúng tỷ Kheo và đi đến một thị trấn của dân chúng Kuru tên là Thula Kothika. Các bà la môn gia chủ ở Thula Kothika được nghe như sau. Sa môn Gotama là thích tử, tôn giả xuất gia từ dòng họ sắc gia, du hành giữa dân chúng Kuru, nay đã đến Thula Kothika với đại chúng tỷ kheo. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được nói lên về tôn giả Gotama. Đây là Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, à Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ. Điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Ngài với thắng trí tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, và giới thiệu đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch, tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A La Hán như vậy. Rồi các bà La Môn gia chủ ở Thu La -cốt -thi ca đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên một số người chắp tay vái chào thế tôn rồi ngồi xuống một bên một số người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên một số người yên lặng rồi ngồi xuống một bên rồi thế tôn với pháp thoại khích lệ làm cho thích thú làm cho phấn khởi làm cho hoan hỷ các vị bà la môn gia chủ ở Thula Kothika đang ngồi một bên. 294. Lúc bấy giờ, một thiện nam tử tên là Rathapala, con trai một gia đình thượng tộc ở tại Thula Kothika ấy đang ngồi trong hội chúng này, rồi thiện nam tử Rathapala suy nghĩ như sau: như ta được hiểu lời thế tôn thuyết pháp thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn hoàn toàn trong sạch trắng bạch như vỏ ốc vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình rồi các bà La môn gia chủ ở Thula Ca sau khi được Thế Tôn với pháp thoại khích lệ làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thần bình hữu hướng về ngài rồi ra đi. Thiện nam tử Ratha Pala sau khi các bà La môn gia chủ ra đi không bao lâu liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, thiện nam tử Rathapala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn, Bạch Thế Tôn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn cho con thọ đại giới. Nhưng này Rathapala, ông có được cha mẹ bằng lòng cho ông xuất gia chưa? Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ bằng lòng cho con xuất gia. Này pala Như Lai không có cho ai xuất gia nếu không được cha mẹ người ấy bằng lòng. Như vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ làm những gì cần thiết để cha mẹ bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? 295. Rồi thiện nam tử pala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ thế tôn thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi đi đến cha mẹ sau khi đến liền thưa với cha mẹ thưa mẹ và cha như con được hiểu lời thế tôn thuyết pháp thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn hoàn toàn trong sạch trắng bạch như vỏ ốc con muốn cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. Hãy bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi được nghe nói vậy, cha mẹ thiện nam tử Rathapala nói với thiện nam tử Rathapala. Này con thân yêu Rathapala, con là đứa con độc nhất của mẹ cha, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc này con thân yêu rathapala con không biết gì về đau khổ này con thân yêu rathapala hãy ăn hãy uống và hãy vui chơi ăn uống vui chơi còn có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình nếu con có chết chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ hai, vân vân như trên. Lần thứ ba, thiện nam tử Rathapala thưa với mẹ cha. Thưa mẹ và cha, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết Pháp, Thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Còn muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hãy bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ ba, cha mẹ thiện nam tử rathapala nói với thiện nam tử rathapala này con thân yêu rathapala con là đứa con độc nhất của mẹ cha khả ái dễ thương được sống trong an lạc được nuôi dưỡng trong an lạc này con thân yêu rathapala con không biết gì về đau khổ này con thân yêu rathapala hãy ăn hãy uống và hãy vui chơi ăn uống vui chơi con có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình nếu con có chết chúng ta còn không muốn không có mặt con huống nay con còn sống chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình 296. Rồi thiện nam tử Ratthapala không được cha mẹ cho xuất gia, liền ngay tại chỗ ấy nằm xuống trên đất trần và nói: Con sẽ chết ở đây hay được xuất gia? Rồi cha mẹ thiện nam tử Ratthapala nói với thiện nam tử Ratthapala: Này con thân yêu Ratthapala, con là đứa con độc nhất của mẹ cha khả ái dễ thương được sống trong an lạc được nuôi dưỡng trong an lạc này con thân yêu rathapala con không biết gì về đau khổ hãy đứng dậy này con thân yêu rathapala hãy ăn hãy uống hãy vui chơi ăn uống vui chơi con có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn, không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia. Từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi được nghe nói vậy, thiện nam tử Rathapala giữ im lặng. Lần thứ hai, vân vân, như trên. Lần thứ ba, cha mẹ thiện nam tử rathapala nói với thiện nam tử rathapala này con thân yêu rathapala con là đứa con độc nhất của mẹ cha khả ái dễ thương sống trong an lạc được nuôi dưỡng trong an lạc này con thân yêu rathapala con không biết gì về đau khổ hãy đứng dậy này con thân yêu rathapala hãy ăn hãy uống hãy vui chơi ăn uống vui chơi con có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình nếu con có chết chúng ta còn không muốn không có mặt con huống nay con còn sống chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. Lần thứ ba, thiện nam tử Rathapala giữ im lặng. 297 Rồi cha mẹ thiện nam tử Rathapala liền đi đến các thân hữu của thiện nam tử Rathapala và nói Này các thân hữu, thiện nam tử Rathapala nằm trên đất trần và nói con sẽ chết ở đây hay được xuất gia này các con thân mến hãy đi đến thiện nam tử rathapala sau khi đến hãy nói với thiện nam tử rathapala này bạn rathapala bạn là con độc nhất của cha mẹ khả ái dễ thương được sống trong an lạc được nuôi dưỡng trong an lạc này bạn rathapala bạn không biết gì về đau khổ hãy đứng dậy. Bạn Rathapala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, bạn có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ bạn không bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu bạn có chết đi, cha mẹ bạn còn không muốn, không có mặt bạn. Huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi những người bạn của thiện nam tử Rathapala vâng theo lời cha mẹ của thiện nam tử Rathapala đi đến chỗ thiện nam tử Rathapala sau khi đến liền nói. Này bạn Rathapala, bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc này bạn rathapala bạn không biết gì về đau khổ hãy đứng dậy bạn rathapala hãy ăn hãy uống hãy vui chơi ăn uống vui chơi bạn có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức cha mẹ bạn không bằng lòng cho phép bạn được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình nếu bạn có chết đi, cha mẹ bạn còn không muốn không có mặt bạn. Huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi được nghe nói vậy, thiện nam tử Rathapala giữ im lặng. Lần thứ hai, vân vân như trên. Lần thứ ba, những người bạn của thiện nam tử Rathapala nói với thiện nam tử Rathapala này bạn rathapala bạn là con độc nhất của cha mẹ bạn khả ái dễ thương được sống trong an lạc được nuôi dưỡng trong an lạc này bạn rathapala bạn không biết gì về đau khổ hãy đứng dậy bạn rathapala hãy ăn hãy uống hãy vui chơi ăn uống vui chơi bạn có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức cha mẹ bạn không bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu bạn chết đi, cha mẹ bạn còn không muốn không có mặt bạn. Huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ ba, thiện nam tử Rathapala giữ im lặng. 298 rồi các thân hữu của thiện nam tử rathapala đi đến cha mẹ thiện nam tử rathapala sau khi đến liền thưa thưa mẹ và cha thiện nam tử rathapala đang nằm xuống trên đất trần kia và nói ta sẽ chết ở đây hay được xuất gia nếu cha mẹ không bằng lòng cho thiện nam tử rathapala xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thời Rathapala sẽ chết ở tại chỗ ấy. Còn nếu cha mẹ bằng lòng cho thiện nam tử Rathapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời cha mẹ có thể thấy Rathapala sau khi xuất gia. Nếu thiện nam tử Rathapala không cảm thấy hoan hỷ trong khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời Rathapala không còn con đường nào đi khác hơn Rathapala sẽ trở lại ở đây. Hãy bằng lòng cho phép thiện nam tử Rathapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các con thân mến, chúng ta bằng lòng cho phép thiện nam tử Rathapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng sau khi xuất gia, cần phải về thăm cha mẹ rồi những thân hữu của thiện nam tử rathapala đi đến thiện nam tử rathapala sau khi đến liền nói này bạn rathapala bạn là con độc nhất của cha mẹ bạn khả ái dễ thương sống trong an lạc được nuôi dưỡng trong an lạc này bạn rathapala bạn không biết gì về đau khổ hãy đứng dậy ăn uống và vui chơi ăn uống vui chơi bạn có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức cha mẹ bạn đã bằng lòng cho phép bạn được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình và sau khi xuất gia cần phải về thăm cha mẹ 299 rồi thiện nam tử Rathapala sau khi đứng dậy, sau khi lấy lại sức lực, liền đi đến Thế Tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên thiện nam tử rathapala bạch thế tôn bạch thế tôn con đã được mẹ cha bằng lòng cho phép con được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình xin thế tôn hãy xuất gia cho con và thiện nam tử rathapala được xuất gia dưới sự chỉ dẫn của thế tôn và được thọ đại giới rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Ratthapala thọ đại giới không bao lâu, nửa tháng sau khi thọ đại giới, sau khi ở tại Thula-kothika cho đến khi thỏa mãn, liền khởi hành đi đến Savatthi, tuần tự du hành và đến Savatthi. Ở đấy, Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anathapindika, rồi tôn giả Rathapala sống một mình, viễn ly, không phóng vật, nhiệt tâm, tinh tấn. Không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, tức là tự chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Vì ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành những việc nên làm đã làm không còn phải trở lui ở đời này nữa tôn giả rathapala trở thành một vị a la hán nữa rồi tôn giả rathapala đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả rathapala bạch thế tôn bạch thế tôn con muốn đi thăm mẹ cha nếu Thế Tôn cho phép con. Thế Tôn với tâm của mình tìm hiểu tâm tư tôn giả Rathapala. Khi Thế Tôn được biết thiện nam tử Rathapala không thể từ bỏ tu học trở lại hoàng tục, liền nói với tôn giả Rathapala. Này Rathapala, này ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Rathabala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn. Sau khi thâu xếp chỗ ở, cầm y bát và khởi hành đi đến Thula Kothika, tuần tự du hành và đến Thula Kothika. Ở đấy, tôn giả Rathabala trú tại lộc uyển của vua koraja Rồi tôn giả Rathabala vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Thula Kothika để khất thực. Tôn giả đi khất thực từng nhà một ở Thula Kothika và đến tại nhà người cha mình. Lúc bấy giờ, người cha của tôn giả Rathabala đang chạy tốc ở giữa gian phòng có cửa. Người cha của tôn giả Rathabala thấy tôn giả Rathabala từ xa đi đến và nói Chính vì những sa môn đầu trọc này mà đứa con độc nhất của chúng ta khả ái Dễ thương đã xuất gia. Và Tôn giả Rathapala từ ngôi nhà của cha mình không được bố thí, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục. Lúc bấy giờ, người nữ tỳ thân gia của Tôn giả Rathapala muốn quăng đổ cháo ngày hôm qua. Tôn giả Rathapala nói với người nữ tỳ ấy: "Này chỉ nếu cần phải quăng đổ cháo này, hãy đổ vào bát của tôi ở đây. Rồi người nữ tỳ trong khi đổ cháo ngày hôm qua ấy vào bát của tôn giả Rathapala, nhận diện được tướng tay, chân và giọng nói của tôn giả. 300. Người nữ tỳ liền đi đến người mẹ của tôn giả Rathapala. Sau khi đến nói với người mẹ của tôn giả Rathapala, thưa tôn mẫu, tôn mẫu có biết chăng, cậu ấm Rathapala đã trở về? Nếu ngươi nói đúng sự thật, ngươi sẽ được thoát khỏi phận nô tỳ. Rồi mẹ tôn giả Rathapala đi đến cha tôn giả Rathapala và nói, Thưa gia chủ, gia chủ có biết chăng, thiện nam tử Rathapala đã trở về? Lúc bấy giờ, tôn giả Rathapala đang ăn cháo ngày hôm qua ấy ngồi dựa vào một bức tường rồi người cha đến tại chỗ của tôn giả rathapala sau khi đến liền nói với tôn giả rathapala này con thân yêu rathapala có phải con đang ăn cháo ngày hôm qua này con thân yêu rathapala còn phải vào nhà của con thưa gia chủ chỗ nào là nhà của chúng tôi những người xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình chúng tôi là những người không gia đình thưa gia chủ chúng tôi có đến nhà của gia chủ thưa gia chủ nhưng tại đấy chúng tôi không nhận được bố thí không nhận được lời từ chối chỉ nhận được lời sỉ nhục hãy đi vào nhà này con thân yêu rathapala thưa gia chủ thôi vừa rồi hôm nay tôi đã ăn xong vậy này con thân yêu rathapala hãy nhận lời mời ngày mai đến dùng cơm tôn giả rathapala im lặng nhận lời rồi người cha của tôn giả rathapala sau khi được biết tôn giả rathapala đã nhận lời liền về đến nhà của mình cho chất vàng nén và tiền vàng thành một đống lớn lấy màn che lại và cho gọi các người vợ cũ của tôn giả rathapala này các con dâu, hãy tự trang điểm với những trang điểm mà xưa kia các con được thiện nam tử Rathapala ái lạc và ưa thích. 301 Rồi người cha của tôn giả Rathapala sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi cho sửa soạn trong nhà của mình, các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm liền báo giờ cho tôn giả Rathapala đã đến giờ này con thân yêu Rathapala cơm đã sẵn sàng rồi tôn giả Rathapala vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi đến ngôi nhà của người cha mình sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn rồi người cha của tôn giả Rathapala cho trình bày ra đống vàng nén và tiền vàng và nói với tôn giả Rathapala này con thân yêu rathapala đây là tiền tài của mẹ kia là tiền tài của cha kia là tiền tài của tổ tiên pitamaha này con thân yêu rathapala còn có thể thụ hưởng tài vật và làm các phước đức này con thân yêu rathapala hãy từ bỏ tu học hoàn tục thụ hưởng các tài vật và làm các phước đức thưa gia chủ nếu gia chủ làm theo lời nói của tôi sau khi chồng chất đống vàng nén và tiền vàng này vào trong các xe sau khi cho chở và hạ xuống giữa sông hằng hãy đổ đống vàng này vào giữa dòng sông vì sao vậy này gia chủ vì do nhân duyên này mà sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên cho gia chủ rồi những người vợ cũ của tôn giả ratthapala ôm chân tôn giả và nói thưa phu quân ayyaputta vì thiên nữ nào mà phu quân sống phạm hạnh các bà chị không phải vì thiên nữ nào mà chúng tôi sống phạm hạnh phu quân rathapala đối với chúng ta gọi chúng ta là bà chị nói lên như vậy các người vợ cũ liền ngã xuống đất bất tỉnh rồi tôn giả rathapala nói với phụ thân thưa gia chủ nếu gia chủ muốn bố thí đồ ăn thời hãy bố thí đi chớ có phiền nhiễu chúng tôi hãy ăn này con thân yêu rathapala cơm đã sẵn sàng rồi người cha của tôn giả rathapala tự tây thân mời và làm cho thỏa mãn tôn giả Rathapala với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. 302 Rồi tôn giả Rathapala sau khi ăn xong, tây đã rời khỏi bát, đứng dậy và nói bài kệ sau đây. Hãy nhìn hình bóng trang sức này. Một nhóm vết thương được tích tụ bệnh nhiều tham tưởng cũng khá nhiều nhưng không gì kiên cố thường trú hãy nhìn dung mạo trang sức này với các châu báu với vòng tay một bộ xương được da bao phủ được y phục làm cho sáng chói chân được sơn với son với sáp mặt được thoa với phấn với bột vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác tóc được uống bảy vòng bảy lớp mắt được xoa với thuốc với son vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác như hợp thuốc trang hoàng mới mẻ là ới thân được điểm thời trang vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác Người thợ săn đặt bày lưới sập, loài nai khôn chẳng chạm bén chân. Ăn lúa xong, chúng ta lên đường, mặc cho kẻ bắt nai than khóc. Tôn giả Rathabala đọc bài cày xong, đứng dậy, liền đi đến lộc uyển của vua Koraja. Sau khi đến, liền ngồi xuống nghỉ trưa dưới một gốc cây. 303. Rồi vua cô nói với người thợ săn. Này thợ săn, hãy dọn dẹp đất vườn ở Lộc Uyển. Ta muốn đi thăm viếng cảnh đẹp. Thư vân, đại vương. Người thợ săn vân đáp vua cô Trong khi dọn dẹp vườn nay, thấy tôn giả Ratthabala đang ngồi dưới gốc cây để nghỉ trưa. Sau khi thấy vậy, người ấy liền đến vua Koraya. Sau khi đến, liền Tâu Vua Cô Ra Tâu Đại Vương Vườn nay đã được dọn dẹp và ở đấy có thiện nam tử tên là Rathapala là con một thế gia ở Thula Kothika mà Đại Vương thường hay tán tháng vì ấy đang ngồi dưới một gốc cây để nghỉ trưa. Này thợ săn hôm nay thế là vừa đủ về vườn cảnh. Này chúng ta muốn cung kính cúng dường tôn giả Rathapala. Rồi vua Koraya sau khi nói, Ở đây hãy đem bố thí tất cả món ăn đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm, ra lệnh cho thắng nhiều cỗ xe thù thắng, leo lên một cỗ xe thù thắng, liền cùng với các cỗ xe đi ra khỏi Thula Kothika để ý kiến tôn giả Rathabala với đại uy phong của bậc đế vương. Sau khi cưỡi xe cho đến chỗ đất còn có thể cưỡi xe được. Ngài xuống xe, đi bộ, cùng với hàng tùy tùng phương hầu, đến chỗ của tôn giả Rathapala. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với tôn giả Rathapala. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, vua Koraya bạch tôn giả Rathapala. Ở đây, Xin mời tôn giả Rathabala ngồi xuống trên nệm voi. Thôi vừa rồi, đại vương, đại vương hãy ngồi. Tôi đang ngồi trên chỗ ngồi của tôi. Rồi vua Kodaya ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, vua Kodaya bạch tôn giả Rathabala. 304 Bạch tôn giả Rathabala có bốn sự suy vong này. Chính do thành tựu bốn sự suy vong này mà ở đây có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế nào là bốn? Lão suy vong, bệnh suy vong, tài sản suy vong, thân tộc suy vong. Này tôn giả Rathabala, thế nào là lão suy vong? Ở đây, thưa tôn giả Rathabala, có người niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung. Vị ấy suy tư như sau: Nay ta đã già, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung. Thật không dễ gì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu hoạch. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu lão suy si phong nên cạo bỏ trâu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, tự bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thư tôn giả Rathabala được gọi là lão suy si phong. Nhưng tôn giả Rathabala nay còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời. Tôn giả Rathabala đâu có lão suy si phong, vậy tôn giả rathapala đã biết gì đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình và thưa tôn giả rathapala thế nào là bệnh suy vong ở đây thưa tôn giả rathapala có người bị bệnh khổ đau mang trọng bệnh vị ấy suy nghĩ như sau ta nay bị bệnh khổ đau mang trọng bệnh thật không dễ gì cho ta thu được các tài vật chưa thu hoạch được hay làm tăng trưởng các tài vật đã thu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu bệnh suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa tôn giả Rathapala được gọi là bệnh suy vong. Nhưng tôn giả Rathapala này ít bệnh, ít não, tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng. Tôn giả Rathapala đâu có bệnh suy vong. Vậy tôn giả Rathapala đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? và thưa tôn giả rathapala thế nào là tài sản suy vong ở đây thưa tôn giả rathapala có người giàu sang tiền của nhiều tài vật nhiều và những tài vật của vị ấy dần dần đi đến chỗ suy vong vị ấy suy nghĩ như sau ta trước đây giàu sang tiền của nhiều tài sản nhiều những tài vật ấy của ta dần dần đã đi đến suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được những tài vật chưa thâu hoạch được hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu tài sản suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa tôn giả Rathapala được gọi là tài sản suy vong. Nhưng tôn giả Rathapala chính tại Thula Kothika này là con của một lương gia đệ nhất. Tôn giả Rathapala đâu có tài sản suy vong. Vậy tôn giả Rathapala đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình và này tôn giả rathapala thế nào là thân tộc suy vong ở đây thưa tôn giả rathapala có người có nhiều thân hữu quen biết bà con huyết thống những thân hữu quyến thuộc của người ấy dần dần đi đến chỗ suy vong người ấy suy tư như sau trước kia ta có nhiều người thân hữu quen biết, bà con huyết thống. Những thân hữu quyến thuộc ấy của ta dần dần đi đến chỗ suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình Vị này do thành tựu thân tộc suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa tôn giả Rathapala được gọi là thân tộc suy vong. Nhưng tôn giả Rathapala chính tại Thula Kothika này có nhiều thân hữu quen biết, bà con huyết thống. Tôn giả Rathapala đâu có thân tộc suy vong vậy tôn giả rathapala đã biết gì đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thưa tôn giả rathapala đây là bốn loại suy vong do thành tựu bốn loại suy vong này mà ở đây có người cạo bỏ rau tóc đắp áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình tôn giả rathapala đâu có những loại ấy. Vậy tôn giả đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? 305 Thưa Đại Vương, có bốn sự thuyết giáo chánh pháp được Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy, và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thế nào là bốn thế giới là vô thường đi đến hủy diệt thưa đại vương đó là thuyết giáo chánh pháp thứ nhất do thế tôn bậc tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác thuyết giảng do tôi biết tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thế giới là vô hộ vô chủ thưa đại vương đó là thuyết giáo chánh pháp thứ hai do thế tôn bậc tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác thuyết giảng do tôi biết tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thế giới là vô sở hữu ra đi cần phải từ bỏ tất cả thưa đại vương đó là thuyết giáo chánh pháp thứ ba do thế tôn bậc tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác thuyết giảng do tôi biết tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thế giới là thiếu thốn khao khát nô lệ cho tham ái thưa đại vương đó là thuyết giáo chánh pháp thứ tư do thế tôn bậc tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác thuyết giảng do tôi biết tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thưa đại vương đây là bốn sự thuyết giáo chánh pháp được Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán, à Chánh Đẳng Giác, Giảng Dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 306 Tôn giả Rathapala đã nói, Thế giới là vô thường đi đến hủy diệt. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào? Thưa Tôn giả Ratthapala. Thưa Đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Khi ngài 20 tuổi hay 25 tuổi, ngài có thiện nghệ về voi, thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về kiếm, bắp vế mạnh và cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong nghệ đánh giặc. Thưa tôn giả Rathapala, khi tôi được 20 tuổi hay 25 tuổi, tôi thiện nghệ về voi, tôi thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về kiếm. Bắp vế mạnh và cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong nghề đánh giặc. Có đôi lúc, thưa tôn giả Rathapala, tôi cảm thấy có thần lực và xem không ai có thể bằng tôi về sức mạnh. thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào? và nay đại vương vẫn còn bắp vế mạnh, cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ đánh giặc như vậy không? không như vậy, thưa tôn giả Rathapala, nay tôi đã già, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung gần 80 tuổi thọ. Có đôi lúc, thưa tôn giả Rathapala, tôi nghĩ, ở đây ta sẽ bước chân, nhưng tôi lại bước chân tại chỗ khác. Chính liên hệ với nghĩa này, này đại vương, mà thế tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói, Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt, và tôi sau khi biết sau khi thấy và sau khi nghe như vậy đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thật vi diệu thay tôn giả rathapala thật hy hữu thay tôn giả rathapala ý nghĩa này được thế tôn bậc tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác đã khéo nói thế giới là vô thường đi đến hủy diệt thật vậy thưa tôn giả rathapala thế giới là vô thường đi đến hủy diệt nhưng thưa tôn giả rathapala ở vương quốc này có đội quân voi cũng có đội quân ngựa cũng có đội quân xa cũng có đội quân bộ nếu chúng tôi gặp nguy khốn thời các đội quân bảo vệ chúng tôi tôn giả rathapala đã nói thế giới là vô hộ vô chủ. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa tôn giả Rathapala? Thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có mắc chứng bệnh kinh niên nào không? Thưa tôn giả Rathapala, tôi có bệnh phong kinh niên. Nhiều khi thân hữu quen biết, bà con huyết thống đứng xung quanh tôi và nói, nay vua Koraya sẽ mệnh chung nay vua cô xem mình chung thưa đại vương đại vương nghĩ thế nào đại vương có thể nói chăng với các thân hữu quen biết bà con huyết thống của đại vương mong rằng các tôn giả thân hữu quen biết bà con huyết thống làm vơi nhẹ sự đau khổ của tôi mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này để tôi có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn hay là đại vương chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ấy một mình thưa tôn giả rathapala tôi không thể nói với các thân hữu quen biết bà con huyết thống của tôi mong rằng các tôn giả thân hữu quen biết bà con huyết thống làm vơi nhẹ sự đau khổ của tôi mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này để tôi có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn và tôi chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ấy một mình chính liên hệ với nghĩa này này đại vương mà thế tôn bậc tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác đã nói thế giới là vô hộ vô chủ và tôi sau khi biết sau khi thấy và sau khi nghe như vậy đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thật vi diệu thay tôn giả rathapala thật hy hữu thay tôn giả rathapala ý nghĩa này được thế tôn bậc tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác đã khéo nói thế giới là vô hộ vô chủ thật vậy thưa tôn giả rathapala thế giới là vô hộ vô chủ nhưng thưa tôn giả rathapala ở vương quốc này có rất nhiều vàng nén và tiền vàng dưới đất và trên mặt đất nhưng tôn giả rathapala đã nói thế giới là vô sở hữu ra đi cần phải từ bỏ tất cả ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào thưa tôn giả rathapala thưa đại vương đại vương nghĩ thế nào dầu cho nay đại vương sống thụ hưởng mãn túc cụ túc năm món dục trưởng dưỡng, đại vương có thể nói được như sau. Chính như vậy, tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng này, hay là người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn đại vương sẽ phải đi theo nghiệp của mình. Thưa tôn giả Rathapala, Dầu cho nay tôi sống thụ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng, tôi không thể nói được như sau chính như vậy tôi thọ hưởng mãn túc cụ túc năm món dục trưởng dưỡng này chính người khác sẽ thọ hưởng tài sản này còn tôi phải đi theo nghiệp của tôi chính liên hệ với nghĩa này này đại vương mà thế tôn bậc tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác đã nói thế giới là vô sở hữu ra đi cần phải từ bỏ tất cả và tôi sau khi biết sau khi thấy và sau khi nghe như vậy đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thật vi diệu thay tôn giả rathapala thật hy hữu thay tôn giả rathapala ý nghĩa này được thế tôn bậc tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác đã khéo nói thế giới là vô sở hữu ra đi cần phải từ bỏ tất cả thật vậy thưa tôn giả rathapala thế giới là vô sở hữu ra đi cần phải từ bỏ tất cả tôn giả rathapala có nói thế giới là thiếu thốn khao khát nô lệ cho tham ái ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào thưa tôn giả rathapala thưa đại phương Đại vương nghĩ thế nào? Có phải đại vương trị vị ở Kuru, một nước phồn thịnh? Thưa vân, tôn giả Rathabala, tôi trị vị ở Kuru, một nước phồn thịnh. Thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Nếu có người đáng tin cậy, chánh trực đến với đại vương từ phương Đông và sau khi đến tâu với đại vương, tâu đại vương, đại vương có biết chăng? tôi từ phương đông lại ở đấy tôi có thấy một quốc độ lớn phú cường phồn thịnh dân cư trù mật tại đấy có nhiều đội quân voi đội quân ngựa đội quân xa và đội quân bộ tại đấy có nhiều ngà voi tại đấy có nhiều vàng nén tiền vàng chưa làm và đã làm có nhiều phụ nữ và có thể chinh phục quốc độ ấy với vũ lực như thế ấy tâu đại vương hãy đi chinh phục đại vương sẽ hành động như thế nào thưa tôn giả rathapala sau khi chinh phục quốc độ ấy tôi sẽ trị vì thưa đại vương đại vương nghĩ thế nào ở đây có người đến với đại vương từ phương tây vân vân như trên từ phương bắc vân vân như trên từ phương nam vân vân như trên từ bờ biển bên kia người ấy đáng tin cậy chánh trực tâu với đại vương tâu đại vương đại vương có biết chăng tôi từ bờ biển bên kia lại ở đây tôi thấy có một quốc độ lớn phú cường phồn thịnh dân cư trù mật tại đấy có nhiều đội quân voi đội quân ngựa đội quân xa và đội quân bộ tại đấy có nhiều ngà voi Tại đấy có nhiều vàng nén, tiền vàng chưa làm và đã làm, có nhiều phụ nữ và có thể chinh phục quốc độ ấy với vũ lực như thế ấy. Tâu Đại vương, hãy đi chinh phục. Đại vương sẽ hành động như thế nào? Thưa Tôn giả Ratthapala, sau khi chinh phục, tôi sẽ trị vì. Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương, mà thế tôn bậc tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác đã nói thế giới là thiếu thốn khao khát nô lệ cho tham ái và tôi sau khi biết sau khi thấy sau khi nghe như vậy đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thật vi diệu thay tôn giả rathapala thật hy hữu thay tôn giả rathapala ý nghĩa này được thế tôn bậc tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác đã khéo nói thế giới là thiếu thốn khao khát nô lệ cho tham ái thật vậy thưa tôn giả rathapala thế giới là thiếu thốn khao khát nô lệ cho tham ái tôn giả rathapala đã giảng như vậy sau khi giảng như vậy xong lại nói thêm như sau. 307 Ta thấy người giàu sang ở đời, có của vì si không bố thí, vì tham họ tích tụ tài vật và chạy theo dục vọng càng nhiều, dùng bạo lực chinh phục quả đất, vua trị vì cho đến hải biên, không thỏa mãn bờ biển bên này và chạy theo bờ biển bên kia vua cùng rất nhiều loại người khác ái chưa ly mạng chung đã đến bị thiếu thốn không bỏ thân họ không thỏa mãn lòng dục ở đời quyến thuộc tán loạn khóc người ấy than ôi người ấy không bất tử mạng thân người ấy vải bao phủ họ đốt lửa làm lễ hỏa thiêu bị thọc với cây người ấy cháy đọc mảnh vải bỏ tiền của lại ở đây quyến thuộc cùng thân hữu không nơi nương tựa cho kẻ chết kẻ thừa tự nhận mang tài sản riêng con người theo nghiệp phải đi tiền của đâu có theo người chết cả vợ con tài sản quốc độ tài sản không mua được trường thọ phú quý không tránh được già suy kẻ trí nói đời này thật ngắn thật vô thường biến đổi luôn luôn kẻ giàu kẻ nghèo đều cảm xúc người ngu kẻ trí đồng cảm thọ kẻ ngu bị ngu đánh nằm ngã bậc trí cảm xúc không run sợ do vậy Trí tuệ thắng tài vật, nhờ trí ở đây được viên thành, không thành mãn trong hữu phi hữu, kẻ ngu tạo tác các ác nghiệp, nhập thai thác sanh thế giới khác, người ấy luân hồi tiếp tục sanh, kẻ thiểu trí chắc hẳn phải là nhập thai và sanh thế giới khác, như kẻ trộm bị bắt khi trộm, ác tánh hại mình do tự nghiệp chúng sanh cũng vậy chết đời khác ác tánh hại mình do tự lực dục vọng nhiều loại ngọt khả ái nhiễu loạn tâm dưới nhiều hình thức thấy hoạn nạn trong dục trưởng dưỡng nên ta xuất gia tâu đại vương như quả từ đây người bị rụng cả già lẫn trẻ khi thân hoại do thấy chính vậy ta xuất gia hạnh sa môn phải là tối thắng thưa đại vương